515 nhân 3 có lỗ. Là viên nam châm trắng đất hiếm, có kích thước là phi 15, độ dày 3 và lỗ vát. Ở đây là lỗ vát, đường kính trong lỗ là 4mm và miệng vát của lên trên này là 8mm các bạn nhé. Em sẽ tiến hành đo cái kích thước của cái viên nam châm này. Đây là kích thước của nó là nó lon 15 nhé các bạn, chưa đạt được 15 lon. Và cái độ dày của nó là 3mm, đây là cũng hơi lon về độ dày. Đường kính lỗ là 4mm. Ở đây là đo được 4.2mm, 4.2, 4.3, 4.3mm. Với kích thước nam châm này thì bên em có dạng một cái kích thước khác là hàng không có lỗ. Một kích thước cùng kích thước nhưng mà không có lỗ, đường kính 15 và độ dày là 3mm. Các bác mà có nhu cầu mà sử dụng đến kích thước không có lỗ hoặc là có lỗ, các bác có thể liên hệ đến bên em qua số hotline là 0912 336 483. Ở ngoài những cái hai cái kích thước này thì bên em cũng có những cái kích thước có thể là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bác thì các bác có thể là liên hệ để đặt hàng. Những cái kích thước mong muốn của các bác thì các bác có thể liên hệ hoặc là để lại một cái bình luận bên dưới video này. Thì em sẽ báo cho bác những kích thước có thể là đúng kích thước hoặc là kích thước gần nhất mà bên em có. Viên nam châm trắng này thì lực hút là của nó là rất là mạnh các bác nhé. Nó được sử dụng từ nguyên liệu là đất hiếm nên lực hút rất là mạnh. Thì các bác có nhu cầu sử dụng đến nam châm thì các bác có thể liên hệ đến bên em, liên hệ đến cái số điện thoại của bên em ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi.